Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nội bộ Trung Quốc lo sợ vì chủ nghĩa bài hoa lên đỉnh điểm. Nguồn tin độc quyền của hãng truyền thông Reuters cho hay một tài liệu nội bộ của Trung Quốc cảnh báo rằng khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán sẽ khiến nước này đối mặt với làn sóng chống Trung Quốc trên toàn cầu, giống như thời Thiên An Môn. Báo cáo này được Bộ Công an và An ninh Quốc gia Trung Quốc gửi tới các lãnh đạo nhà nước, trong đó Chủ tịch Tập Cận Bình có kết luận rằng tâm lý chống Trung Quốc toàn cầu đang ở mức cao nhất kể từ khi vụ đàn áp Thiên An Môn vào năm 1989. Đây là hình ảnh bài báo về nguồn tin độc quyền của hãng truyền thông Reuters từ nội bộ Trung Quốc cảnh báo tâm lý bài trung toàn cầu sau dịch viêm phổi Vũ Hán. Báo cáo được soạn bởi Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, một cơ quan tham mưu có liên hệ mật thiết với Bộ An ninh Quốc gia, cơ quan tình báo hàng đầu của Trung Quốc. Hãng truyền thông Reuters đã không được tiếp cận trực tiếp với tài liệu này, nhưng được những người nắm rõ nội dung tài liệu cung cấp thông tin. Chúng tôi không có thông tin nào liên quan đến vấn đề này, văn phòng của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời hãng Reuters khi được hỏi về báo cáo nội bộ nói trên. Hãng Reuters cũng không thể liên lạc được với Bộ An ninh Trung Quốc để hỏi về bình luận do cơ quan này không cung cấp địa chỉ công khai nào. Đây từng là một cơ quan thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc CICIR. Cho tới năm 1980, đóng vai trò tư vấn cho chính phủ Trung Quốc về chính sách đối ngoại và an ninh, cũng không trả lời yêu cầu bình luận của hãng Reuters. Hãng Reuters không thể đánh giá được các nhận định báo cáo phản ánh ở mức độ nào quan điểm của nhà nước và lãnh đạo Trung Quốc và nó sẽ ảnh hưởng ở mức độ nào tới chính sách quốc gia nếu có. Nhưng báo cáo này được đưa ra cho thấy Bắc Kinh coi trọng việc xem xét các vấn đề đe dọa về một làn sóng phản đối dữ dội toàn cầu đang hình thành và đang đe dọa đầu tư chiến lược ở nước ngoài của Trung Quốc cũng như vị thế an ninh của nước này. Theo báo cáo này, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với làn sóng chống Trung Quốc do Hoa Kỳ dẫn dắt sau hậu quả của đại dịch viêm phổi Vũ Hán và cần phải chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất là cuộc xung đột quân sự giữa hai cường quốc toàn cầu này. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp ở hội nghị G20 tại Osaka, Nhật Bản vào tháng 6 năm 2019. Báo cáo mà Reuters được mô tả báo cảnh báo rằng tâm lý chống Trung Quốc bùng phát do đại dịch corona có thể dẫn đến làn sóng phản đối các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc và rằng Washington có thể tăng cường hỗ trợ tài chính và quân sự cho các đồng minh khu vực, khiến tình hình an ninh ở châu Á trở nên bất ổn hơn. Báo cáo kết luận rằng Washington coi việc Trung Quốc trỗi dậy như một mối đe dọa kinh tế và an ninh quốc gia, đồng thời là một thách thức đối với các nền dân chủ phương Tây. Báo cáo cũng cho biết rằng Hoa Kỳ đang nhắm đến việc hạ bệ Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Trung Quốc bằng cách làm suy yếu niềm tin của công chúng vào đảng này. Một trong những nguồn tin cho biết báo cáo được một số người trong cộng đồng tình báo Trung Quốc coi là phiên bản Trung Quốc của bức điện tín Nivokol, một công văn vào năm 1946 của Đại sứ Liên Xô tại Washington, Nikolai Novich, nhấn mạnh sự nguy hiểm của kinh tế Mỹ và tham vọng quân sự hậu thế chiến thế giới lần thứ hai. Điện tín Novico là một phản hồi một bức điện tín của nhà ngoại giao Hoa Kỳ George Kennan từ Moscow nói rằng Liên Xô không thấy khả năng tồn tại hòa bình với phương Tây và kiềm tỏa lẫn nhau là chiến lược tốt nhất về lâu dài. Hai tài liệu đã giúp tạo tiền đề cho tư duy chiến lược định hình cả hai chiến tuyến của chiến tranh lạnh. Báo cáo của cơ quan CICIA của Trung Quốc thực sự đã làm người ta liên tưởng đến một cuộc chiến tranh lạnh mới đứng đầu bởi Mỹ và Trung Quốc. Chống Trung Quốc và kỳ thị người Trung Quốc không phải là điều mới. Chủ nghĩa bài trung là một hiện tượng đã được tồn tại hàng thế kỷ và chỉ đợi những mồi lửa thổi bùng lên mà thôi. Virus corona chủng mới đến từ Vũ Hán là một mồi lửa như thế. Đây là hình ảnh một tweet giễu cợt người Trung Quốc ăn súp rơi sau khi có thông tin cho rằng virus này bắt nguồn từ một chợ buôn bán động vật hoang dã và có thể lây lan từ loài rơi. Sự nghi ngại đối với người Trung Quốc đã bắt đầu tăng lên trên khắp thế giới kể từ khi đại dịch virus corona bắt đầu, thậm chí ngay cả ở châu Á, những người cùng tóc đen và da vàng với người dân Trung Quốc. Thậm chí ngay cả khi cảm thông tăng lên đối với các nạn nhân của người Trung Quốc, đặc biệt với cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên cảnh báo sự xuất hiện của virus corona, thì làn sóng bài Trung Quốc liên quan đến virus này vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Ở châu Á, các chỉ trích chống Trung Quốc được thực hiện với giọng điệu bài ngoại ở mức độ sâu sắc hơn. Một chủ thể phổ biến là nghi ngờ có phải chính Trung Quốc đã làm lây lan virus này cho toàn dân hay không?
từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 tại Singapore và Malaysia, hàng trăm ngàn người đã ký một thỉnh nguyện thư online kêu gọi cấm công dân Trung Quốc vào lãnh thổ của nước mình. Và chính phủ cả hai nước này đã cấm cửa với người Trung Quốc ở một số địa điểm nhất định. Ở Nhật Bản, nhiều người gọi người Trung Quốc là những kẻ khủng bố sinh học, trong khi thuyết âm mưu về việc Trung Quốc làm lây nhiễm virus cho người dân vẫn đang tiếp tục được tuyên truyền lan rộng. Tại Indonesia, nơi có đông đảo người Hồi giáo, chủ nghĩa bài hoa đã luôn hiện diện thể hiện phản đối với hành vi vi phạm nhân quyền của chính phủ Trung Quốc đối với những người Duy Ngô Nhĩ theo Đại Hồi, thì nay được dịp trở nên nhức nhối, thậm chí còn có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Một số chuyên gia đang tự hỏi liệu viêm phổi Vũ Hán có thể được sử dụng để buộc Tổng thống Jacko Vindo giảm quan hệ với Trung Quốc hay không? Và liệu các thế lực Hồi giáo cực đoan có thể sử dụng chủ nghĩa bài hoa để thể hiện trong đại dịch virus corona để gây ra những hành động khủng bố chống lại các chuyên gia Trung Quốc đang làm việc tại Indonesia hay không? Ở châu Á, nhiều thế kỷ qua, cái bóng của Trung Quốc đã phủ lên lĩnh vực như tranh chấp khu vực, bất bình về lịch sử và làn sóng di dân Trung Quốc. Và ngay cả tại đối với Việt Nam, thì gần đây Trung Quốc đã gửi công hàm chính thức lên Liên Hợp Quốc và khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vốn thuộc của Việt Nam trước đó, thì nay Trung Quốc đã nói rằng của bản thân chính họ. Đây là hình ảnh nhóm người Hoa tháo chạy trong cuộc bạo loạn ở Indonesia vào năm 1998. Cuộc biểu tình kinh hoàng khiến 1.200 người Hoa bị thảm sát. Gần đây, các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông và việc họ giam giữ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở tỉnh Tân Cương đã làm dấy lên sự tức giận và nghi ngờ, đặc biệt ở Đông Nam Á, nơi có dân số Hồi giáo đáng kể. Tiền và đầu tư của Trung Quốc đổ vào khu vực được chào đón, nhưng cũng làm dấy lên ngờ vực về sự thống trị và bóc lột với rất ít lợi lộc đem lại cho nền kinh tế địa phương. Thậm chí, ngay cả trong các nước chủ yếu là người Hoa như Hồng Kông, Singapore đã có một sự gia tăng trong tình cảm chống đại lục, một phần do những lo lắng kéo dài về việc người Trung Quốc nhập cư, bản sắc cũng như ảnh hưởng từ Bắc Kinh. Sự giàu có ngày càng tăng của Trung Quốc dẫn đến số lượng khách du lịch và sinh viên đến thăm và sống ở khắp nơi trên thế giới tăng vọt hơn bao giờ hết. Điều này đã khiến cho sự hiện diện của nước này rõ rệt hơn. Các báo cáo lẻ tẻ về hành vi xấu cùng với sự hiện diện đông đảo của họ đã làm nảy sinh những định kiến về khách du lịch Trung Quốc thô lỗ hay sinh viên Trung Quốc siêu giàu vung tiền qua cửa sổ. Một số người tin rằng làn sóng bài trung này chủ yếu là do việc Trung Quốc đã cư xử thế nào cả trong việc khủng hoảng y tế hiện thời và trong các năm gần đây trên trường quốc tế. Giáo sư Donald Low, một học giả tại Hồng Kông, người nghiên cứu về chính sách công của Trung Quốc nhận định, thái độ chung đối với Trung Quốc là một hỗn hợp của kinh ngạc và coi thường. Đối với một số người đang xem xét Trung Quốc hành xử và xử lý khủng hoảng virus corona, có sự ngưỡng mộ đáng kinh ngạc về những gì người Trung Quốc có thể làm, chẳng hạn như việc xây bệnh viện trong vài ngày, nhưng cũng có sự khinh miệt vì họ không thể kiểm soát những thứ như buôn bán động vật hoang dã hoặc tính minh bạch. Cho đến những ngày gần đây, khi đại dịch đã phần nào được khống chế trên quy mô toàn cầu, thì nhiều quốc gia trên thế giới đang dựng lên các rào cản để chống lại những nỗ lực của các công ty nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, trong việc thâu tóm những doanh nghiệp có tầm quan trọng chiến lược vốn đã bị mất giá do đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh biểu đồ chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones từ tháng 6 năm 2019 đến nay. Từ Mỹ đến Ấn Độ đến Úc, các chính phủ đều cảnh báo về sự cần thiết của việc không để các doanh nghiệp, tài sản chủ chốt của quốc gia rơi vào tay công ty nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, và hành động để chống lại việc doanh nghiệp bị thâu tóm với mức giá thấp nhất. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã tạo ra một sự sụp đổ kinh tế toàn cầu chưa từng thấy kể từ cuộc đại suy thoái. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Liên Hợp Quốc dự đoán suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ gây ra thiệt hại thu nhập cho khoảng 2.000 tỷ USD trên toàn thế giới. Hàng nghìn tỷ USD định giá của các công ty đã bị bốc hơi kể từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát. Chỉ riêng tại Mỹ, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, mặc dù có sự phục hồi gần đây, đã giảm gần 18% kể từ thời cuối tháng 2. Trong khi đó, Boeing và Airbus là hai gã khổng lồ sản xuất máy bay của Mỹ và châu Âu đều mất gần 60% giá trị thị trường kể từ giữa tháng 2. Ngoài ra, cổ phiếu của các công ty khai thác dầu khí như Eni của Ý và công ty khai thác khoáng lớn nhất Úc là BHP Group cũng đã giảm khoảng 40% hoặc hơn kể từ tháng 1. Khi giá trị tài sản của các công ty hàng không, vũ trụ và năng lượng sụt giảm, nhiều chính phủ lo ngại rằng đây là cơ hội mua lại cho những đối thủ có tiềm lực tài chính mạnh mẽ như Trung Quốc. Chỉ trong những tuần qua, nhiều quốc gia đã đưa ra các biện pháp bảo hộ mới bao gồm tăng cường đánh giá các nguồn đầu tư nước ngoài
và thậm chí chính phủ sẽ cân nhắc xem có nên mua lại cổ phần của một số công ty được coi là chiến lược hay không. Bà Margrethe Vestager, cao ủy phụ trách cạnh tranh của Liên minh châu Âu cho biết rằng các nước châu Âu nên xem xét việc mua cổ phần trong các công ty để ngăn chặn mối đe dọa từ việc tiếp quản của Trung Quốc. Tờ Financial Times đã bình luận và đưa tin như vậy. Đây là hình ảnh của bà Margrethe Vestager, cao ủy phụ trách cạnh tranh của Liên minh châu Âu. Ông Rod Hutter, một luật sư của Baker McKinsey tại Washington, chuyên gia tư vấn về vấn đề đầu tư nước ngoài cho biết thêm như sau. Chính phủ các nước đang nói rằng họ không muốn người khác tận dụng sự biến động của thị trường để trục lợi. Về vấn đề này, ông Hunter, người từng làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho rằng tác động lâu dài của đại dịch là phơi bày những khu vực dễ bị tổn thương trong nền kinh tế, cho dù đó là phụ thuộc vào Trung Quốc về thành phần hoạt dược hay phụ thuộc vào châu Âu về thiết bị y tế. Nhận thức về những điểm yếu này sẽ ảnh hưởng đến chính sách nhiều chính phủ nhìn nhận đầu tư nước ngoài từ tất cả các khu vực, nhưng đặc biệt là từ Trung Quốc. Hiện nay Bắc Kinh đang ngày càng thể hiện rõ hơn tham vọng toàn cầu trong cuộc đua công nghệ và quân sự dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Điều này chính là nguyên nhân khiến việc đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực chiến lược đã trở thành một vấn đề nhạy cảm với phương Tây. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã trở thành một sự kiện nhắc nhở các nhà lãnh đạo chính phủ trên toàn thế giới rằng quốc gia của họ đang dựa vào Trung Quốc quá nhiều. Sự phụ thuộc này chỉ bao gồm các sản phẩm đơn giản nhưng lại quan trọng vô cùng cần thiết. Từ khẩu trang đến thuốc men, nó còn thể hiện cách và các nền kinh tế thế giới gắn bó với Trung Quốc trong chuỗi cung ứng ở một loạt các lĩnh vực. Vào đầu tháng 4, Úc đã yêu cầu tất cả các vụ mua lại có liên quan đến nước ngoài phải trải qua quy trình đánh giá mới, mặc dù nền kinh tế của nước này phụ thuộc nhiều vào thương mại với Trung Quốc. Họ cũng mở rộng quá trình xem xét, trước đó 30 ngày lên đến 6 tháng. Trong khi đó, Ấn Độ vào ngày 17 tháng 4 cũng đã sửa đổi các quy tắc đầu tư nước ngoài của họ đối với bất kỳ quốc gia nào có chung đường biên giới trên đất liền. Một động thái rõ ràng nhằm vào Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu của Viện Brookings đã đưa tin như vậy. Tạp chí Fast Economy Review trong số tháng 5 năm 2008 có bài của Michel Leder dưới tựa đề Bắc Kinh tiếp thu chủ nghĩa phát xít cổ điển, nói về tình hình chính trị Trung Quốc. Tác giả đã từng viết, tuy họ đã tự mệnh danh là người cộng sản, để hiểu được nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng ta nên bắt đầu bằng chủ nghĩa phát xít cổ điển. Ban lãnh đạo Trung Quốc hiện nay không còn chí thú theo đuổi con đường gập ghềnh và nguy hiểm từ chủ nghĩa Stalin tới dân chủ nữa. Họ hiểu rằng Mikhail Gorbachev đã thất bại khi ông muốn kiểm soát nền kinh tế, trong khi người dân có muốn quyền tự do chính trị rộng hơn. Bởi vậy, họ muốn làm ngược lại, giữ chặt quyền lực chính trị trong khi cho phép làm ăn kinh doanh một cách tương đối tự do. Phương pháp chính trị của họ gần giống như những gì chế độ phát xít châu Âu từng làm nhiều năm trước. Sau 12 năm, nhận định của tác giả này vẫn còn nguyên giá trị, nhất là dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Đỏ Tập Cận Bình. Hai từ phát xít đã là nỗi ám ảnh của nhân loại trong thế kỷ thứ 20. Hai từ Trung Quốc sau đại dịch COVID-19 sẽ khiến thế giới dần dợn, thậm chí có phần ác cảm vào thập niên thứ 2 của thế kỷ thứ 21. Và giờ đây, các nước trên thế giới đã nhận ra được sự hung hăng của Trung Quốc và nhằm cùng quyền Bắc Kinh hoàn toàn có lý do để lo sợ về một chiến dịch toàn cầu bài hoa. Vì họ đã quá mệt mỏi và thất vọng với thể chế độc tài toàn trị theo chủ nghĩa cộng sản đang tồn tại ở Bắc Kinh này. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày thứ 2, 11 tháng 5 năm 2020 với bản tin Nội bộ Trung Quốc lo sợ vì chủ nghĩa bài hoa lên đỉnh điểm. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de